kênh của Ngân Sách Đô Sinh xin giới thiệu một tác phẩm là cây chắc dây bonsai tạc được nhân rộng tiến hành đo kích thước. Chậu này là lọt lòng là nó 6 tấc. Hoành của thân cây là nó 4 tấc rưỡi. Chiều dài của thân cây là nó 6 tấc. Còn chiều dài của tán cây là nó 9 tấc. Ngang của cây là nó 6 tấc rưỡi. Cây này tôi giao lưu là 15 triệu. Đây chắc dây vậy. Của kênh Hương Sắc Đậu Sinh, tôi xin giới thiệu một cái cây mai thiết bị cổ. Cây này chết khoảng 100 năm. Được kính chậu nó là 1 mét. Chiều cao cây là 2m9. Tán ngang cây là 1m8. Hoành của cây là 9 tấc. Cây này tôi có một cặp là nó là hai cây là tương đối giống nhau. Tôi xin giao lưu là cặp máy chiếc thủy này là 60 triệu.